Xin chào các bạn rất thân mến. Hôm nay tôi sẽ làm món măng muối chua để dành ăn dần. Thì các bạn có thể dùng cái măng muối chua này để mà nấu canh măng như là sườn nấu măng hoặc là vịt nấu măng. Làm được nhiều món lắm, hoặc là các bạn có thể để như thế này mình ăn sống cũng rất là ngon. Thưa các bạn, đây là măng mạnh tông, nó có nhiều lông và nó có cái màu đen hơn nè. Thì rất nhiều người cho rằng cái măng này nó sẽ ngọt hơn và nó ngon hơn, nhưng cũng có người lại cho là cái măng tre tàu này ngon và họ thích hơn. Thì cũng tùy mình, sở thích của mình thích cái loại nào thì mình chọn cái đó. Hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn hai loại măng để tùy các bạn nha. Các bạn là tiện và thích loại nào thì mình chọn lựa cái loại đó theo cái ý của mình. Và bây giờ thì mình sẽ đi tách bóc cái vỏ măng này ra nha. Nếu như mà các bạn là không biết cách làm thì nó cũng hơi cực, hơi khó đó. Các bạn dùng con dao và mình rọc một cái đường hơi sâu một chút vào cái vỏ của cây măng này nè. Sau đó thì chúng ta bóc tách những cái vỏ này ra thôi. Đó, công việc rất là đơn giản này các bạn. Nhìn thấy chị bán măng ở ngoài chợ lột đơn giản quá nên bắt chước về làm thì thấy nó cũng đơn giản, dễ làm lắm các bạn. Các bạn gọt bỏ những cái phần già ở bên ngoài này đi nha, cái phần vàng vàng sơ sơ này mình gọt bỏ bớt đi. Từ dưới này cái phần nào mà nó già sơ các bạn gọt bỏ bớt đi, ăn cho nó phải dai. Các bạn, hai cây măng sau khi mà mình lột vỏ xong rồi thì nó còn lại đúng 2 kg nha. Đó, những cái phần già mình cũng gọt bỏ đi luôn rồi nè, còn lại phần non của măng thôi. Các bạn dùng nước vo gạo để chúng ta ngâm măng nha. Thì nếu như mà một lần vo không đủ thì các bạn vo nhiều lần và mình tích trữ ở trong ngăn mát tủ lạnh nhá. Khi nào đủ thì mình dùng để mình ngâm măng. Nếu như mà không có nước vo gạo, các bạn muốn làm nhanh thì có thể dùng bột gạo mình khuấy ra với nước để mà mình ngâm măng cũng vẫn được. Mình cho vào đây 2 muỗng canh muối 50g. Sau đó các bạn cho nước vo gạo vô nha. Nước vo gạo các bạn ngâm măng nó sẽ giúp thải độc tố ở trong măng ra nha, và giúp cho măng ăn sau khi ngâm ăn rất là giòn. Măng thì các bạn cứ sắt lát mỏng mỏng là được, tùy theo các bạn muốn sắt lát dọc hay là lát ngang đều được nha. Măng thì các bạn bào cho nó mỏng mỏng như thế này nè, ăn cũng vẫn rất là giòn mà nó dễ thải độc tố, còn mình ngâm nhanh chua nữa. Còn nếu như mà các bạn muốn để ăn lâu thì các bạn có thể sắc lớn từng miếng vuông á, mình ngâm để được lâu lắm. Riêng cái phần non này các bạn đừng có làm mỏng quá, sắc hơi dày dày chút để cho khỏi nát măng. Các bạn bào ra hết đi nha. Sau khi bào xong rồi thì các bạn làm cho cái ngâm măng nó ngập hết trong nước vo gạo nè. Đây các bạn lấy cái dĩa để lên trên mặt như thế này để cho nó đè cái măng xuống dưới, giống như mình ngâm cà muối vậy đó. Thì khi mà cái măng nó không bị nổi lên trên thì giúp cho cái măng nó trắng hơn và nó thải được độc tố hoàn toàn nha. Thì cái măng này các bạn ngâm cho mình từ 10 đến 12 tiếng hoặc là có thể ngâm qua đêm. Thưa các bạn, khi mà đang chờ để ngâm măng á, chúng ta sẽ đi nấu cái nước muối để mình ngậm muối măng nha. Ở đây mình dùng 3 muỗng canh muối như thế này đầy vung muối bọt bình thường là các bạn. Thì mỗi muỗng múc đầy vung như thế này nó là 30g. Ở đây mình có 3 muỗng là 90g. Và đường cũng vậy,
90g. Như vậy là tỷ lệ 1:1, các bạn làm như thế này cho nó dễ và cái vị của nó cũng vừa và ngon, nó dễ lên men lắm. Thì hôm nay mình làm 2 ký măng, mình sẽ nấu ở đây là 3 lít nước. Thì khi mà nấu cái nước nó bốc hơi bớt đi và khi mà mình để nó nóng cái cạn nữa cho nên nó còn khoảng 2 lít rưỡi là vừa. Nước lúc này đã sôi rồi nè, các bạn nấu thêm như 2 phút nữa rồi tắt bếp, sau đó các bạn để nguội. Thưa các bạn, măng của mình ngâm ở trong đây đã được 10 tiếng rồi nè. Bây giờ nó khác hồi nãy nè, các bạn nhìn cái nước nó trong và nó có cái màu hơi đen chứ không trắng đục như hồi nãy nữa nha. Cái chất độc của nó đã tiết ra đó, cái chất trong măng á, chất nhựa đó. Bây giờ thì mình sẽ đem đi rửa lại sạch nha. Tiếp theo thì các bạn đem đi rửa xả lại bằng nước sạch cho sạch giùm mình nha. Đây là măng sau khi mình đã rửa lại bằng nước ra sạch cho trong luôn rồi nè các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ngâm với lại muối tiếp nữa nha. Tiếp tục thì mình lại cho vào đây 2 muỗng canh muối đầy luôn nè. Và các bạn lại tiếp tục cho măng vào đây ngâm giùm mình 1 tiếng đồng hồ nữa nha. Ngâm ở trong cái nước muối này nè. Nước thì cứ cho đầy lên để cho ngập hết mặt măng là được. Thưa các bạn, mình dùng những cái hũ thủy tinh như thế này để muối dưa nè. Và các bạn dùng nước sôi á, mình trụng cho nó sạch và nó nhanh khô lắm. Sau khi mà mình đưa ra khỏi cái nước sôi một cái là nó khô liền nè. Các bạn chuẩn bị thêm một số những cái vị để mà mình ém cái măng xuống á nha, cho nó ngập xuống nước hoàn toàn thì cái miếng người ta bán nó lớn như thế này nè. Nhưng mà cái keo của mình nhỏ cho nên mình lấy kéo mình cắt bớt đi chứ không có bán cái nhỏ như thế này đâu nha. Thì cái này các bạn có thể mua ở cái tiệm mà bán đồ gia dụng á, những cái chỗ mà bán đồ gia dụng lớn ở ngoài chợ á, người ta có bán. Thưa các bạn, măng này mình ngâm nước muối sau 1 tiếng rồi nè. Bây giờ các bạn nhìn thấy nó rất là trắng luôn ha, và nó sạch lắm. Bây giờ thì chúng ta sẽ đem đi xả rửa lại cho sạch và chuẩn bị muối măng nha. Măng mình đã rửa sạch bằng nước rồi nè. Bây giờ các bạn để cho nó ráo đi nha, rồi mình sẽ bắt đầu đi tiến hành muối măng. Và bây giờ chờ cho cái măng này nó ráo nước thì tôi sẽ đi cắt cái tỏi này sắc lát ra nha các bạn. Ở đây có 100g tỏi. Còn ớt thì các bạn là cay nhiều hay cay ít thì tùy mình nha. Ở đây mình cũng lấy 100g luôn. Ớt thì các bạn sắc lát cho nó dày dày chút. Ớt và tỏi thì các bạn sắc lát như thế này nha. Mình cũng đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ tiến hành đi muối luôn nè. Phần nước mà mình nấu để muối măng này bây giờ cũng đã nguội hoàn toàn rồi nè các bạn. Lúc này thì cái măng nó cũng ráo nước rồi nè các bạn. Cứ cho xen kẽ một ít măng rồi một ít tỏi vô nha, với lại ớt vô. Mình để làm sao cho nó đều là được. Thưa các bạn, tất cả măng mình đã cho vào trong những cái keo như thế này rồi. Thì cứ xen kẽ măng, ớt và tỏi nha các bạn. Các bạn không nên làm chặt quá nha, cứ để nó tự nhiên và sau đó mình chế nước vào. Măng vào trong hũ tự nhiên thôi nha, rồi mình cho nước và mình ém cái miếng mình cài cái miếng gài này xuống đây nè và cho nước ngập mặt măng luôn nha. Măng sau khi mà các bạn muối xong rồi thì các bạn để vào nơi thoáng mát nha. 3 ngày sau thì măng sẽ chua và chúng ta đã ăn được rồi. Thưa các
bạn, măng mình muối cũng đã được 3 ngày rồi. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Nhìn cái hũ măng nó trắng tinh luôn nè các bạn. Nó trắng và cái nước của nó trong ha, không hề có bọt hay có váng luôn. Đây, nước ở bên trong nè các bạn. Mình sẽ lấy ra để mình thử cho các bạn xem luôn nha. Khi mà mở hũ măng ra rất là thơm đó các bạn. Thơm lắm, cái mùi măng nó không hề có cái mùi măng luôn á, và nó thơm mùi tỏi, mùi ớt và cái mùi lên men của những cái món mà mình muối, khi mà nó lên men nó có cái mùi chua đó các bạn. Giòn lắm các bạn, không đắng không hăng gì cả và cái vị chua chua thanh ngon lắm. Măng muối chua này thì các bạn nấu với cá rất là hợp. Vì nó có cái vị chua thanh á, hợp lắm các bạn, hoặc là các bạn có thể nấu với sườn hoặc là nấu canh với giò heo. Đặc biệt nhất là các bạn nấu măng vịt, nhất là vào những ngày trời mưa lạnh mà các bạn dùng măng để nấu món măng vịt ăn với bún á, mà ăn nóng nóng thì rất là tuyệt vời. Thì mình cũng chúc cho các bạn làm thành công cái món măng mà mình đã chia sẻ đây nha. Thì cái măng muối này á, để được lâu lắm các bạn, cứ muối theo như cái cách mình đã chia sẻ đây á, để được rất là lâu. Và để đảm bảo cho sức khỏe thì lúc này các bạn sẽ thay nước những cái hũ măng này đi nha. Thì cái nước mà để mà mình thay vào đây á, mình cũng dùng cái công thức nước mà ban đầu mình chia sẻ với các bạn dùng để muối đó. Các bạn cũng nấu y chang như vậy rồi để nguội, sau đó mình thay vào đây thôi. Đây các bạn thấy cái dĩa măng trắng tinh luôn và mình ăn rất là giòn. Thì sau khi mà các bạn thay nước rồi, các bạn cứ để ở bên ngoài thêm 2 ngày nữa, tức là 5 ngày tròn luôn á. Rồi thì các bạn để bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh, ăn được rất là lâu. Các bạn ăn cả năm, ăn cho đến khi nào mà hết thì thôi nha. Thì cái cách muối này đơn giản mà măng ăn nó lại rất là tốt cho sức khỏe. Thì khi mà mình ngâm nước vo gạo như vậy nó là thải hết các độc tố rồi, và cái măng lại giúp cho trắng và giòn nữa đó các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nha.